Hello mọi người, xin chào mọi người đã đến kênh của Long nha. YouTube của mình là Long Trần Vlog nha anh em. Còn ở đây thì anh em mình kêu bằng là Long không à. Long đang ở cục thun nè anh em. Đang cục thun rồi. Anh Bi là anh thả hai con bẹp bẹp. Thả hai con bẹp bẹp luôn anh em ơi. Kìa anh em. Thả hai con lượt luôn. Long ngồi cục thun ở đây nè. Đang ngồi cục thun luôn thì đánh hạ hai con luôn. Hay dữ vậy trời. Nghe tạch tạch chứ không thấy gì là lượm hai con luôn trời. Này mấy anh em đi săn vô đây kiếm sóc gì chim đồ này kia vậy đó anh em. Mà nó chứ ở bên anh em mình bữa nãy giờ sóc nó cũng hiếm rồi. Tại vì lúc mà Long chưa có cam á thì là mấy anh em mình đi rượt bắn nhiều dữ lắm nhiều anh em. Bây giờ anh em mình đi hơi hên, gặp thì bắn còn không gặp thì thôi, không biết quay được hay không anh em ơi. Cũng hên xui à. Rồi mấy anh em mình thắt ở đây đợi ở đây rồi đợi bạn Kiệt. Bạn Kiệt qua đi nữa anh em ơi, có 3 người à. Thì mấy anh em mình bắn được gì thì bắn anh em ơi. Rồi mấy anh em theo dõi chờ cuộc hành trình của mấy anh em mình nghe. Rồi ok, anh em Long cục thông xong rồi mấy anh em đi tiếp anh em ơi. Hay dữ vậy trời. Hai phát hai con luôn. Sóc anh em ơi. Sóc có lòng viên bây giờ ruột anh em ơi. Không biết ăn nổi đâu không nữa. Kìa chạy nước kìa nó qua nè. Ừ từ từ có hai người từ từ thôi. Qua đây rồi Bi ơi. Qua vừa thấp rồi Bi ơi. Từ từ đi. Tới luôn Bi ơi. Rồi đi xuống thang này. Xuống thang này. Ừ xuống thang này. kiếm mà xuống thân này kiếm làm một cái cho nó quyết định nha. Về đây trời ơi anh em mình với sóc chạy tới đây mất rồi mọi người ơi. Mấy em đây này xả nó nãy giờ cũng có gần nửa ký đạn đã được nó không ra đâu bắn nó gãy vào trước rồi đứt thùng ở trên rồi anh cường ngồi cường ngồi cũng tụt thùng rồi. Bi này mệt quá tại anh em chạy mồ hôi ra nè. Ướt mình mãi hết trơn. Cường tụt hùng rồi anh em ơi. Quấy mặt mấy cái cờ. Bi nè. Tại cuộc xong rồi mấy anh em mình chiến tiếp mọi người ơi. Ép rồi kìa ơi. Thấy không? Nó ép mà. Kiếm đi. Kiếm đường bắn lại. Nó ép rồi. Rồi anh thấy rồi. Xuyên không nổi xuống dưới em ơi. Qua bánh. Có ông đùi dẻ anh Kiệt, từ anh Kiệt. Nè, ổ hơi nhỏ. Bắn ngoài bắn ngoài thử chạy qua không. Từ. Đây, cái đùi, thấy cái đùi đó rồi. Thấy cái đuôi rồi, đang kiếm cái đầu đó nè. Thấy cái đuôi rồi, từ từ nghe. Thấy cái đuôi rồi. Đợi đợi tôi thay dây anh em ơi. Thấy cái đuôi rõ ràng luôn nè. Khoan nghe đi coi cái đuôi vô, cái đuôi. Xuyên không nổi nghe, đang sống vừa nè, giờ nè nghe. Xuyên đó. Thấy rồi, đừng đen. Nó ôm bẹ nè, ôm bẹ nên theo anh em. Ê, nó khóc đầu lên, đứng yên Kiệt, đứng đó Kiệt. Nó quay vô Kiệt. Bắn đi. Từ từ
thôi. Đừng đi tiếng trọng. Bên anh nhìn qua xéo qua đây chắc thấy nó anh đi. Đây nè. Rồi, chết luôn rồi. Lui luôn rồi. Chết rồi. Dẫn cái lui lên trời rồi. Chết rồi, chết rồi. Bên đây thấy cái nguyên cái đuôi dẫn trời mà. Xiên nó xiên xuống dừa qua luôn rồi. Nằm trên cái quầy dừa đó rồi, dẫn cái đuôi lên đó luôn, cái quầy bự này nè. Ừ. Xiên xuống dừa qua luôn á. Hồi nãy kìa. Cương phóng ở đó có cái cây trúc dài thòn dưới tổ ong mùa dẻ kìa. Đâu. Thấy rõ ràng mà bắn cái xiên luôn mà. Nằm thông kẻ này. Để lấy cây, để kiệt lấy cây là thọc xuống rồi rớt xuống quầy cho anh em xem nha. Nước nằm này. Đó, phóng qua đi lại thẳng kia kìa, đây nó nhìn thấy rồi, phóng qua. Rồi, đi phải, đi thẳng với đây, các bạn đi thẳng luôn qua cậu thẳng. Qua cậu thẳng luôn. Nó còn anh em ơi. Còn chạy được anh em ơi. Bỏ qua cứng đi. Thấy không đi? Bò ở dưới á. Bò ở dưới này nè. Thấy không? Cái giữa hả? Ừ. Đó ở cho làm thang đi. Phải làm đi, long quay cho nè. Cắt phút lâm sao thì sao? Đọt đi dưới kìa rồi. Đâu? Anh em không thấy đúng không? Trời ơi kiệt. Chị lên lại tôi đấy nha. Trời, cho anh Cường bắn quay cho pha cho anh Cường nè. Ủa qua đó à? Chết mày nè. Má tôi lùn quá không tới anh em ơi. Nó chạy đó, phóng ra. Phóng rồi, phóng rồi. Phóng rồi. Phóng rồi, phóng rồi. Bi, Bi, Bi. Chui ông bỏng vậy đi Bi. Bi, chui ông bỏng Bi. Mẹ ơi, Bi ơi. Bi. Ừ, quay vậy, sai sai chứ. Nó chạy đi. Bự dữ vậy trời. Trời buồn quá. Đá máu dính chân. Ủa nó bự nè anh em. Từ từ thôi heo dùng mình. Ra 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 ra, ra luôn. Sóc nè anh em ơi. Nè cầm cái gì. Cuối cùng cũng băng được nó. Nó mắng xin bây giờ lên mà. Cái này thấy ai. Ấy, trời ơi, nó nó mập xuống rồi. Ấy lên nữa rồi, khoan nghe được nha. Làm tới buồn vừa. Từ từ, cái đậu này đừng cái đậu rồi. Ấy trời. Ấy trời. Ôi. Chút xíu nữa à. Ngước lên nhìn rẻ. Năm bảy nè. Má gì cũng được rồi, ngước lỡ kìa. Nó xuống vừa rồi. Một viên. Hay dữ. Hai viên. Cái nào vậy? Cái đường nè. Bắn nó lên rồi. Ê này này. Qua kìa nữa. Chạy chạy. Em ơi. Chạy đâu cho khỏi. Ghế quán giữa ta. Kiểu rớt kẹt. Rớt rồi em ơi. Đó chạy. Chạy nguyên khoảng vừa này anh em. Ngay đâu. Mệt trời luôn. Mệt quá mệt anh em ơi. Thôi mình đi vô một chút, mình xin nước, mình uống đi, mình ngồi mình cục thun luôn. Đứa khá thun rồi. Dạ. Anh em. Trong quá trình mấy anh em mình đi mượn dao nha nhân. Nè. Xem dao. Quay em nè, độ má khó duyên nè. Bi có nè. Xài chính mấy anh em mình rụng lụm nè anh em ơi. Ăn đi, ăn cái rồi mình đi tiếp. Anh không có dao. Quá khứ rồi. Không có rồi. Xài nè anh em. Xài này chín ngọt lắm nè, xài này xài cát nè. Xài hóa duyên nha anh em. Chín rụng hả? Ừ. Sóc nè. Chạy Bi tới đi, chạy Bi, chạy Bi, chạy Bi. Chạy, chạy quá trời luôn mọi người ơi. Sóc nữa rồi. Qua nè, nó qua nè, qua nè. Từ từ từ, cọ cái này nè, cọ cái này nè. Chạy qua bên kia người, chặn đầu nó trước.
Chạy qua người chạy đảo trước cho mẹ liền. Dùm mẹ. Còn cái đó còn á. Kìa kìa cái này mày. Ấy đây nè. Chút xíu nè. Qua đó rồi. Anh gì tiếp này mày. Gì ơi. Gì đó. Lụm đó. Rồi. Má vô bãi chứ dịch. Hết đụng. Rồi. Rồi. Ăn nữa anh em ơi. Quá. Cái này là sóc cốc nha anh em. Sóc đâu không thấy chứ đồ ăn quá trời anh em ơi. Ăn cốc. Mà anh em nha. Hết chui dưới đây. Cốc ngọt. Ăn thôi. Nãy con cái tóc rớt xuống là cái đống hố lắng á. Ăn xong rồi tao tháo ruột hết. Đứt trên tôn bà ơi. Hố lắng của mấy con heo á. Ăn rồi cũng khùng luôn. Như cái của lông thì vậy. Cái mày bắn á hả? Ừ đúng rồi. Tại ăn ruột cái tao á. Giờ nước phân heo mà không ngủ. Nó có rút rồi hả? Dính ngoài vỏ á, anh ăn vỏ rồi. Chua quá. Nước phân heo mà ổng còn rửa miệng được. Trời ơi, xém trúng đầu. Giờ em có chạy bảnh không ơi? Giờ em có chạy bảnh, đứng đứng nè. Trời ơi, chút xíu nó sợ cái đầu rồi, trời ơi, tức. Quá, nó bướng nè. Đâu rồi? Nằm đâu? Nằm đâu? Nó trả lại á đó. Trả lại kìa. Rồi, đúng đó. Kìa của Trung Duyên anh em ơi. Trời ơi, đi trước đạn. Chơi nhảy trước đạn đây. Bảo vậy đây, cái vườn này đây. Phong ra. Phong ra. Chạy chạy vòng mới đứng đi, bắt dụng mày qua không được rồi. Đi gãy vô sao rồi, đi gãy vô sao rồi. Ém cái dừa thấy bị thương, ép cái dừa thôi mọi người ơi. Ém cái dừa này được phải không? Vô dừa này phải không? Ém cái này nè mọi người ơi. Bị thương rồi. Phải cái dừa á. Giờ mới nó ra bẻ, thường thấy cực. Kiệt có thấy không Kiệt? Vô mà sao nè Bi. Vô đây nè. Chị đây kìa, ông kiếm nó đây. Ngước lên, chờ nó nằm bẻ. Không thấy để bảnh xả đi, xả nhẹ bảnh đi. Ê. Rớt. Hay quá Long ơi. Hay quá Long ơi. Cái mai gà còn nhỏ trời ơi. Trời con nhân bắt dốc rồi anh em. Rồi xây. Trời ơi trời. Hay quá, cuối cùng cũng hại được đó rồi mọi người ơi. Trời ơi. Sốc mọi người.
lông mà đang chạy lông hả luôn. Hên. Nó bự nè. Sóc cái. Đây là gương mặt con sóc mà bắt kiểu dẫn chơi nè mọi người. Nó chạy mất một cái ha. Tức lắm ngàn. Thôi, làm sao mà chạy khỏi tôi. Thôi tiếp tục anh em ơi. Con gì nhắn? Đó. Bịp anh em ơi. Nhân hạ bị bịp rồi. Con nó bự đó, con nó già đó anh em ơi. Chết cha vô giữa bụi rồi, tre này khó xiên lắm nha. Đừng quá. Mấy cây trọt. Đừng nữa. Cho ra đi. Đã bay rồi. Không. Đó nổi đâu. Rồi. Con hay quá vậy. Bắn không trúng mà. Không trúng cho nó chết rồi. Chưa, nó rớt xuống mà. Chết rồi. Leo lên lụm nha. Chưa chết mà nó rớt xuống à. Chưa lụm chết rồi. Chết nhắc nó nằm giữa bụi rồi. Nó chui cái đầu, nó xuống, nó cạp cục sình. Đâu? Chết rồi. Khúc nào? Thôi phải kiếm lụm anh em ơi. Giữa, qua đây nè. Thấy trống mà. Bắn đi. Xe không mà, xíu không nổi nè. Đâu? Đó, một cục đó, đừng thui đó. Đây à. Đi đây, vũ luôn á. Đây anh Cường, đây bắn đã luôn anh Cường. Chạy lên kìa, tôi chạy lên kìa. Đây, lắc đi. Mà nhánh tre cản không. Cản nữa. Không chịu ra tay. Xỏ lỏng. Thôi để mình lượm nó cho rồi quay cho anh em xem nghe. Vô đây đậm quá mọi người ơi. Đi chui vô đậm à. Bị leo luôn hả? Chui vô luôn. Này khúc này con kia nó mới bay lên bị tức đứng trong bụi tre không ra không nè. Bị leo bụi tre luôn mọi người ơi. Này có cái đít bị nè mọi người. Rồi đi ơi. Rậm dữ lắm, rậm luôn mà nó nằm xuống trong đó kìa. Nằm đâu kìa? Đó. Rồi rồi. Thôi thôi thôi. Con tiền thui đó luôn rồi. Cắn cái đầu nó luôn nha anh Bi. Gì vậy? Hả? Có tao dí bỏ cho em đi. Rồi, mai à, thử thai chíp chíp. Chứ nó hẳn tài tạo chương trình này. Đụng gạch cho Bi, tái cho Bi. Lấy cây chọt chọt nó chạy phóng xuống đi, leo cực quá vậy. Chết rồi. Chết rồi hả? Anh bắn nó cắm đầu rớt xuống. Còn con bị bẹp đen thu mọi người, xả luôn mọi người. Còn cu hai trứng nè anh em. Cu đang ấp ổ à. Cu đang ấp ổ hai trứng. Bờ bờ nắng, còn mát bị trứng nắng. Kiếm phôi gỗ gì vậy anh Cường? Ừ. Đâu? Thấy. Anh Long. Không, phôi này hư rồi anh nè. Long. Một hả? Long. Hư rồi. Đúng rồi, được không Long? Hư rồi, mấy sao kia hư tiêu rồi. Vậy kiếm gặp cái gì? Rồi. Rồi mấy anh em đi bắn từ sáng giờ 11 mấy tới giờ này anh em ơi. Ba mình bẹp với cô cụ tiểu với ba con sóc. Sóc sảy quá tao nhiều anh em ơi, sảy tới 4 5 con vậy. Chạy quá rượt không nổi. Rồi giờ mấy anh em mình về nha. Rồi mọi người anh em thấy trên kênh mình có hay hay gì đó cho mình xin một like và một đăng ký nha mọi người. Để ủng hộ kênh của Long để tiếp tục có cùng biết làm tiếp mọi người ơi. Rồi chào tạm biệt anh em nha, tạm biệt mọi người nha. Thôi về nè. Dạ rồi.